Kinh văn. Như có người ngủ say trên giường, trong nhà, khi người kia đang ngủ, có người giặt áo quần hoặc giã gạo. Người ấy trong mộng nghe rõ tiếng giã gạo, lầm cho là tiếng gì khác, hoặc là đánh trống, hoặc là đánh chuông. Giảng giải. Đoạn trên âm thanh được nói đến là để nhận ra tánh nghe. Khi nói đến tiếng chuông, chúng ta biết rằng tánh nghe vốn không sanh, không diệt. Nếu tánh nghe diệt mất thì không còn cái nghe nữa. Nhưng khi chuông lại được đánh lên thì tánh nghe lại bất sanh, bất diệt. Miễn là có âm thanh thì tánh nghe còn đó mãi mãi. Bây giờ Đức Phật đem những chuyện thường tình để minh họa tánh nghe vốn bất sanh, bất diệt. Như có người ngủ say trên giường. Anh ta ngủ quá say, đến nỗi khi có người gọi cũng không tỉnh nổi. Nhưng dù anh ta chưa tỉnh, tánh nghe của anh ta vẫn hiện hữu. Anh ta nhận ra có tiếng, dù anh ta đang mê ngủ. Sự nhầm lẫn này không phải là do tánh nghe, mà do thức thứ sáu, tức độc đầu ý thức, khiến cho có sự nhầm lẫn này. Thế thì người đang ngủ sâu này không biết mọi điều chung quanh. Trong nhà, khi người kia đang ngủ, có người giặt áo quần hoặc giã gạo. Khi anh ta đang ngủ, có người trong nhà giặt áo quần hoặc giã gạo. Đảo luyện là nói đến cách giặt áo quần vào thời xưa. Tôi nhớ mình thấy việc này khi còn nhỏ. Có một tảng đá phẳng và hai thanh gỗ dẹp. Họ để áo quần trên tảng đá và vỗ cho nó sạch bằng hai thanh gỗ kia theo một nhịp điệu đều đặn. Thung mễ tức giã gạo. Nhớ đến Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng giã gạo trong 8 tháng. Người ta dùng cái chày giã xuống thóc bằng chân đạp để tách trấu ra khỏi hạt gạo. Phương pháp này được dùng vào thời xưa ở Trung Hoa, và dĩ nhiên nó cũng thông dụng trong đời sống Ấn Độ. Thế nên Đức Phật mới dùng nó làm ví dụ. Người ấy trong mộng nghe rõ tiếng giã gạo, lầm cho là tiếng gì khác. Người ấy là chỉ cho người đang mê ngủ. Anh ta nghe tiếng áo quần đang bị đập và gạo đang được giã. Nhưng trong giấc mơ, anh ta lầm tưởng là tiếng gì khác. Anh ta nghĩ đó là tiếng gì? Anh ta tưởng lầm hoặc là đánh trống, hoặc là đánh chuông. Ngay khi trong mộng, tự lấy làm lạ, sao tiếng chuông lại như tiếng gỗ, tiếng đá? Anh ta nghĩ, tại sao tiếng chuông mà nghe như tiếng va chạm của gỗ hoặc của đá? Trong lúc mơ, thức thứ sáu, tức độc đầu ý thức đã khiến cho lầm tưởng âm thanh như vậy. Giấc mơ là trò đùa của thức thứ sáu, nó chiếm quyền kiểm soát của mình và khiến mình mơ tưởng về mọi thứ khác. Sao người ấy xem âm thanh mình nghe trong mơ lại giống như tiếng chuông, trong khi thực ra không có âm thanh này? Nó đến từ ấn tượng nhầm lẫn trong một phần giấc mơ của anh ta. Và đó là điều anh ta ngạc nhiên, vì sao âm thanh lại nghe như tiếng gỗ hoặc đá chạm nhau hơn là giống tiếng chuông? Anh ta lấy làm lạ. Giấc mơ xảy ra khi ý thức, thức thứ sáu bị lệch lạc. Bất kỳ điều gì xảy ra lúc ban ngày, hoặc bất kỳ quý vị trải qua điều gì, nó đều ảnh hưởng trong giấc mơ của mình vào lúc ban đêm. Có người tu đạo đã dùng ý thức, thức thứ sáu để tu cho đến khi được xuất huyền nhập tận. Có nghĩa là phái một linh hồn đi ra từ tên đảnh đầu của người tu luyện. Linh hồn này có thể rời thân thể người ấy và đi khắp nơi. Nhưng điều này không phải là chân chính, vì linh hồn kia là một thứ khí thuần dương. Do vậy, khi nó ra khỏi thân, nó biết được một số việc nên gọi là thần linh. Thời đó, có lão đạo sĩ thực sự đã tu luyện lâu năm, nhưng ông ta có tính khí rất cao ngạo. Đi đến đâu, ông ta cũng tự cao tự đại. Vì ông ta quá cao ngạo
nên ông khinh thường tất cả. Ông ta tự xem mình là tu luyện cao nhất. Ông ta khoe khoang rằng, ngay sau khi ngủ, ông ta sẽ phái đi loại thần linh này. Đó giống như là giấc mơ, nhưng ông ta biết và sau đó có thể nhớ rất rõ ràng. Một hôm, lão đạo sĩ gặp một hòa thượng, cùng nhau đàm đạo. Lão đạo sĩ nói, trong đạo lão có thể tu thành tiên, trường sanh bất tử, sống mãi muôn đời. Trong đạo Phật có bản lĩnh gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải chết, trong khi không ai biết ông tổ của đạo lão, tức Lý Lão Quân đi đâu. Họ cho rằng Ngài chết, nhưng thực ra Ngài lên trời. Thế nên công phu tu luyện của lão giáo là xuất huyền nhập diệu vậy. Hòa thượng hỏi, ông xuất khiếu, tức thoát hồn như thế nào? Lão đạo sĩ đáp, khi tôi ngủ, tôi có thể đi đâu mà mình muốn. Ồ, được rồi, thế thì bây giờ ông hãy ngủ và xuất hồn đi để tôi xem thử ra sao. Hòa thượng trả lời. Lão đạo sĩ nằm xuống ngủ. Ngay ông ta vừa ngủ lơ mơ, ông liền xuất hồn đi. Nhưng đó là cái gì? Đó là con rắn trườn ra trên đỉnh đầu ông ta. Con rắn trườn khỏi giường xuống nền nhà và bò ra bên cạnh hầm phân. Nó uống chút nước dơ rồi nằm sát cạnh bờ nước. Lão hòa thượng hái một nắm cỏ, rồi đặt trên đường mòn, rồi nhổ một bụi cây khác, đặt bên cạnh nắm lá. Khi con rắn thấy bụi cỏ, nó hoảng sợ chạy trốn, và vội vã chui vào lại nơi mà nó vừa trườn ra. Sau khi trở vào lại trong đỉnh đầu lão đạo sĩ, lão già tỉnh ngủ với mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ, như vừa thoát chết. Ông vừa đi đâu về? Lão hòa thượng hỏi. Khi ông vừa ra khỏi đỉnh đầu, lão đạo sĩ đáp, tôi lên trời đến bên một cái hồ. Ông ta đã nhớ lầm, hố phân thay vì cái hồ trên trời. Khi tôi đến cái hồ trên trời, tôi uống chút nước cam lồ trong đó. Rồi khi tôi cuộn mình, tôi thấy một ông thần mặc áo giáp vàng đứng bên hồ tay cầm kiếm. Ông ta định giết tôi, thế là tôi bỏ chạy. Lão hòa thượng đáp, ồ, chuyện như vậy đối với ông lên trời là vậy đó sao? Rồi lão hòa thượng nói cho lão đạo sĩ biết cái thấy của mình về sự kiện ấy hoàn toàn khác với lời kể của lão đạo sĩ. Và lão hòa thượng kể lại những gì ngài đã thấy. Lý do con rắn chui ra khỏi đầu ông có lẽ là do ông có tập khí quá nóng nảy và luôn luôn tỏ ra sân hận. Nếu ông không thay đổi tánh nóng, có khả năng ông sẽ biến thành rắn. Loài rắn thường có nọc độc trong tâm, và tính sân hận của ông cũng giống như nọc độc ngay trong người ông vậy. Lão hòa thượng nói tiếp, ông đi ra bên ngoài để uống ít nước từ trong hố phân đầy nước tiểu, đó là hồ nước cam lồ trên trời của ông đó. Và khi tôi để nắm cỏ và bụi cây trên đường ông đi, thì ông tưởng rằng đó là ông thần mặc áo giáp đến bắt ông. Đó là khi ông chạy vội vã chui vào trong đầu ông, đó là những gì tôi thấy được. Lão đạo sĩ thầm nghĩ, thế là mọi điều mình tu luyện được đều là sai lầm. Rồi lão đảnh lễ lão hòa thượng làm thầy và xin theo ngài tu học Phật Pháp. Ông ta từ bỏ mọi công phu tu luyện trước đây. Thế nên nếu có người nói rằng họ có thể xuất hồn khỏi xác trong lúc đang ngủ, thì đó là chỉ cho một loại khí dương. Khí dương này phản ánh mọi tính khí của quý vị. Nếu quý vị là người nhân từ, thì đó là loại thần nhân từ. Nếu quý vị là người sân hận, thì đó sẽ là loại thần tham độc. Nên người ta thường nói, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Lão đạo sĩ có tâm sân hận như vậy, nên ông ta có thể biến thành thân rắn. Nhờ duyên lành mà ông ta gặp được lão hòa thượng cứu ông thoát khỏi thân rắn trong đời sau. Ha ha ha, 问什么的说